Quý ông bà chị em biết chúng tôi rời khỏi Việt Nam đã lâu. Thành ra nhiều khi tiếng Việt mà tôi nhớ trước đây, có là ngày nay có nhiều chữ người ta không còn dùng nữa. Và nhiều chữ ngày nay người ta dùng thì tôi cũng không có hiểu rõ ý nghĩa và cách dùng như thế nào. Thành ra tôi có một trở ngại nho nhỏ về Việt ngữ. Mong rằng tất cả quý ông bà anh chị em sáng nay giúp sức với tôi để giải đáp cái trở ngại nho nhỏ này. Được không? Nếu mà có một chữ này, mỗi một khi mà tôi chuẩn bị bài giảng thì tôi thường hay dùng từ điển Vedic đặt form để xem ý nghĩa của chữ tôi muốn dùng đó có đúng với lại ý tôi muốn nhấn bản hay là không. Nhưng mà trong tuần vừa qua thì tôi tìm cái chữ hoài bão mà tìm không thấy. Vedic nói rằng là dưới đó không thấy. Thành ra theo như là quý ông bà anh chị em thì hoài bão có nghĩa là gì? Nếu mà tôi muốn diễn tả hoài bão là điều mà tôi hằng ao ước tha thiết muốn làm, tôi ao ước tha thiết muốn làm một việc nào đó thì đó có phải là hoài bão của tôi không? Đúng chính xác như vậy hay là gần gần như vậy hay là sao? Đúng ạ. Dạ, cảm ơn quý vị. Vua David có một hoài bão là con dân Israel luôn luôn thuần phục Chúa để được ở trong nhà của Đức Chúa Trời cho đến lâu dài. Người Do Thái được Đức Chúa Trời ban cho luật pháp để họ sống đẹp lòng Ngài, để họ chỉ thờ phượng một mình Chúa chứ không thờ phượng các tà thần của những dân tộc ngoại bang. Chúa lập giao ước với tổ phụ của họ là nếu dân sự vâng theo những mạng lệnh của Chúa thì Chúa sẽ ban phước cho họ và họ sẽ được ở trong nhà, trong đất mà Chúa hứa ban cho họ làm sản nghiệp. Nhưng mà nếu họ không trung tín thì Chúa sẽ cắt những ơn phước đó đi. Và vua David thấy người ta, người Israel, người Juda bỏ mất nền tảng của cha ông mà tranh sống với nhau theo những nguyên tắc của các dân tộc không biết Chúa. Vì thế cho nên vua David thốt lên lời than thở với Chúa rằng nếu nền bị phá đổ thì người công bình sẽ làm sao? Hôm nay tôi muốn dùng Thi Thiên 11 này để thảo luận với quý ông bà chị em xem nền móng Chúa có bị sụp đổ hay là không. Theo quý vị thì nền móng Chúa có sẽ bị sụp đổ hay không? Không, chắc chắn không. Tại sao? Tại sao nền móng Chúa sẽ không bao giờ bị sụp đổ? Đây là điều để cho chúng ta suy tư một chút xíu. Theo như là tư tưởng của vua David ở trong Thi Thiên 11, thì trước tiên vua David xác nhận vua là con dân của Chúa. Câu số 1 phần A nói rằng tôi ẩn náu mình ở nơi Chúa. Mình biết là những người nào mà ẩn náu ở trong nơi của Chúa thì phải là con dân của Chúa. Tại vì nếu mà không là con dân của Chúa thì không có thể nào đến gần với Chúa được, không thể nào ẩn náu mình nơi Chúa được. Phải là những người tin nhận con tộc sinh của Ngài là cứu Chúa của họ thì họ mới được nhận làm con của Ngài, mới được vào trong nhà của Đức Chúa Trời. Mình biết là khi Đức Chúa Trời sáng tạo thế gian thì Ngài tạo ra hình loài người theo như hình tượng của Chúa. Mà theo như hình tượng của Chúa tức là có một bản tính thánh thiện. Việt Nam có cái câu gì đấy, nhân chi sơ tính bổn thiện, phải không? Chưa vào trong ban đầu khi mà Đức Chúa Trời mới tạo ra
loài người Adam và Eva, thì con người có bản tính lập thế, tại vì chống Chúa trong hình thể, trong hình hài của Chúa. Nhưng mà rồi con người để ma quỷ cám dỗ mà lâm vào trong con đường tội lỗi, kêu họ làm tội, tự họ họ không có thể thoát ra khỏi được cái con đường tội lỗi đó. Họ luôn luôn phải nương tựa vào quyền năng của Chúa, họ mới có thể chống lại những mưu kế của ma quỷ để họ tránh khỏi vòng cám dỗ. Cho nên chỉ có những người nào ẩn náu mình nơi Chúa thì mới có khả năng của Chúa, nương tựa vào khả năng của Chúa được để mà chống trả lại những mưu mô của ma quỷ, được thoát khỏi những hiểm họa của thế gian, tránh khỏi vòng tội lỗi. Đó là ý nghĩa đầu tiên của ẩn náu nơi Chúa. Ẩn náu nơi Chúa cũng chiếm cả thái độ của những người luôn luôn vâng theo luật pháp của Ngài, luôn luôn gìn giữ lời giao ước của Đức Chúa Trời. Đây là những người thường xuyên đối diện với trước mặt Chúa để xin Ngài tra xét lòng mình xem mình có một điều gì không phải với Chúa hay là không. Đây là những người thường xuyên cầu nguyện với Chúa, xin Chúa hãy nâng đỡ họ lên khỏi vòng tội lỗi, loại ra khỏi họ những mưu đồ của tội lỗi, những mánh khóe của thế gian, những dục vọng của cuộc đời. Đây là những người thường xuyên học hỏi Kinh Thánh. Tại vì nếu mà mình không thường xuyên học hỏi Kinh Thánh, làm sao mình biết được ý Chúa là như thế nào, lời Chúa là làm sao? Là những người thường xuyên cầu nguyện với Đức Thánh Linh, xin Đức Thánh Linh đầy dẫy mình để không đùa cợt lên vô kế của kẻ dữ. Tại vì nếu mà chúng ta không có quyền năng của Đức Thánh Linh, chúng ta không thể nào chống trả lại với vô kế của Satan, của ma quỷ. Chúng ta không thể nào chống trả lại sự kiêu ngạo của đời, sự mê tham của mắt. Cho nên nó tốt lại. Những người ẩn náu mình nơi Chúa là những người khiêm nhường, là những người khiêm nhu biết hạ mình xuống trước bệ chân Chúa để xin Ngài che chở của nhân vũ, của những con bạn nghịch đang chờ chở xung quanh giống như là sư tử rống để mà sàng sỡ. Chữ ẩn náu là đây dùng hay lắm, vì hai chữ này cũng giới thiệu mối đe dọa hằng chờ sẵn bên ngoài nơi ẩn náu. Trước khi mà nêu rõ mối đe dọa đó thì tác giả Thi Thiên 11 hé mở cho chúng ta thấy được mối hăm dọa bằng lời thắc mắc là vì sao lại phải trốn tránh. Ở trong câu số 1b nói rằng: sao các ngươi nói cùng linh hồn ta, hãy trốn lên núi ngươi như chim. Vua David ngạc nhiên là phải, tại vì David hoàn toàn tin tưởng rằng mặc dù thế gian có rất nhiều mối đe dọa, nhưng mà có nhân Chúa thì không ai phải lo sợ về những mối đe dọa của thế gian. Tại vì được Chúa bảo vệ thì làm sao mà còn đe dọa, lo sợ về mối đe dọa đó nữa. David nghĩ như vậy, cho nên thắc mắc tại sao lại bảo ta phải lên núi trốn như chim. Biết là trong số những đoàn dân ở đây có ai đồng ý với vua David về điều này không? Có ai nghĩ rằng là chúng ta là con dân Chúa, chúng ta không bao giờ phải lo sợ gì hết không? Không biết là trong số quý bà nhập đề anh chị em ở đây có ai thường hay lo sợ về những đe dọa của thế gian không? Có khi nào quý vị lo sợ về tất cả những gì có thể xảy ra trên thế gian này không? Có chứ, phải không? Sự thật là thế gian có đầy dẫy các mối đe dọa làm cho người ta phải lo sợ. Người ta lo sợ không có công ăn việc làm, ai nấy đều phải ăn uống hàng ngày, phải có quần áo mặc, phải có nhà cửa để được che chở khỏi nắng mưa, trời nóng thì phải có máy lạnh
ở trên lên thì phải có lò sưởi để mà điều hòa không khí. Rồi chúng ta đi lại thì chúng ta phải có xe cộ, phải đóng thuế mà, phải mua bảo hiểm, đủ thứ mọi chi phí hết. Mà nếu mà không có công ăn việc làm thì làm sao mà sống đấy? Người ta lo sợ vì những tai mà bất chắc có thể xảy ra. Mấy ngày hôm nay có cơn bão đang thổi qua Trung Mỹ, Bahama. Và rồi người ta lo sợ không biết rằng là cơn bão đó có thổi vào đất liền của Hoa Kỳ hay là không. Và họ nhìn thấy khuynh hướng có vẻ bay và đơn trôi ở bên ngoài Đại Tây Dương, cho nên họ cảm thấy ai lầm. Chỉ sợ là gió nhiều, mưa nhiều, trong lụt lộn là không. Nhiều người bước lên máy bay thì họ sợ được khủng bố, vì những tai nạn bất ngờ xảy ra. Thế nên mỗi người khi mà họ nhìn thấy người nào mà ăn mặc có vẻ giống như là những người mà hung dữ đó, mà có cái thái độ đúng, không có nghe lời những người nhân viên trên hãng máy bay đó, là họ lo sợ, không biết là người này định làm cái gì đây. Hay là mỗi người khi mà chúng ta ngồi trên máy bay mà thấy máy bay trồi lên trồi xuống về những cái cơn chỗ mà không có không khí đó, là nhiều người cũng nắm lấy tay nhau, không biết được rằng là máy bay có rớt hay là không. Lo sợ nhiều thứ đều mà lo sợ. Chúng ta ở trong nhà chúng ta cũng lo sợ, không biết rằng là thời gian cũng đôn nhắc về nhà mình đều là ăn cướp giết người làm hại hay là cái gì không. Thành ra mình khóa cửa trên cửa dưới ba bốn cái khóa đủ hết. Mình có rất nhiều mối lo sợ trong thế gian này. Hàng ngày mà nó mà khuyến bài gì em đọc và nghe tin tức thế giới, những tin tức quốc gia, những tin tức địa phương đều tràn ngập những thông tin, tất cả đều làm cho người ta giống như là con chim bị đạn và nghe tiếng nổ một cái là giật mình bay lên núi để mà lên nào. Không những ai cũng không tránh khỏi cảm giác đó. Người viết Thi Thiên diễn tả trong câu số 2 về các hiểm họa của thế gian như thế này: vì kẻ ác dướng cung, tra tên vào dây cung, từ trong bóng tối bắn người ngay thẳng. Thấy không? Hiểm họa đang chờ sẵn người ngay lặng. Hiểm họa của thế gian thì thường thường bắt nguồn từ tội lỗi, bắt nguồn từ bóng tối. Bóng tối có nhiều ý nghĩa ở đây, những ý tưởng gian ác, đó là bóng tối. Khi mình chúng ta có những âm mưu hại người thì những âm mưu đó thường được khởi đầu trong sự kín nhiệm. Kín nhiệm là phải che giấu không cho người khác biết. Nè, tôi nói cho chị nghe cái điều này nha, nhưng mà chị đừng có nói cho ai biết hết nha. Kín nhiệm thì phải che giấu. Che giấu là bóng tối, bóng tối để không cho người khác nhìn thấy, biết thấy những gì mình chưa định làm. Mà không nhìn thấy tức là đang ở trong bóng tối, mà ma quỷ cám dỗ người ta được là tại vì hắn che giấu tầm mắt của chúng ta để chúng ta không có nhìn thấy được sự thật xa vời ở bên ngoài, không nhìn thấy, tức là ở trong bóng tối. Thấy không? Chúa Giêsu nói ra một chân lý về điều này như thế này. Ở trong Ma-thi-ơ ghi lại lời Chúa Giêsu ở trong phần 6 câu 22, 23 như sau: mắt là đèn của thân thể. Vì thế nếu mắt con tốt thì cả thân thể sẽ sáng láng. Nếu mắt con xấu cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy nếu ánh sáng ở trong con chỉ là tối tăm thì sự tối tăm ấy còn lớn là chừng nào? Chúa Giêsu diễn tả sự tối tăm của con người, cái người ta bị che khuất ánh mắt của người ta, bị che khuất ánh sáng của Chúa thì là một sự tối tăm lớn là điều nào? Trong ngữ Việt Nam thì có câu gì đó, con mắt giống như là mù phải không? Người Việt Nam cũng hiểu được lời Chúa một chút ít.
về đời thì bảo rằng những hiểm họa của thế gian sẽ đến bất ngờ, giống như là kẻ ác đang dương cung trong đêm tối để mà bắn hại những người công chính, những người không biết đền phục. Vì thế cho nên họ quên rồi, hãy khôn ngoan, hãy lo sợ đi, hãy bay lên núi để trốn tránh cho được bình yên. Và đó là lời khuyên của thế giới. Tôi xin hỏi quý bạn em giờ này, quý vị suy nghĩ, nếu mọi người ngay thẳng sợ bị cung tên bắn hại và tất cả đều bay lên núi lãnh đạo để cho cả ăn tha hồ và nhận, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu mà tất cả chúng ta sợ bị cung tên bắn tới rồi chạy trốn đi hết, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta suy nghĩ một vài giây xem chuyện gì có thể xảy ra. Tôi không biết nhiều chuyện, nhưng mà tôi chắc chắn một điều này là luân thường đạo lý sẽ bị đảo lộn hết. Quý vị đồng ý như vậy không? Nếu mà không có nền tảng của Chúa, luân thường đạo lý mà chúng ta đặt ra, những gì mà Chúa đặt ở trong lương tâm của chúng ta sẽ đảo lộn hết. Tất cả mọi người sẽ làm theo mưu kế của ma quỷ, của Satan, của tiền dữ. Họ sẽ làm theo những luật lệ của hắn, và hắn sẽ đổi trắng thay đen. Tất cả mọi người sẽ trở nên vô lệ ma quỷ của Satan. Trong số quý ông bà anh chị ở đây, những ai đã từng đọc qua sách Càn Nguyên rồi, nhiều người phải học, tất cả những người anh em, nhiều người đã đọc qua sách Càn Nguyên. Nếu mà quý vị đã đọc qua sách Càn Nguyên rồi, xin nhớ lại những gì xảy ra ở trong 7 năm đại nạn. Những gì xảy ra trong 7 năm đại nạn mà sách Càn Nguyên nói tới. Khi mà Satan được sống chuồng và hắn làm chủ con rồng và con thú ở dưới biển lên, ở dưới đất lên, sẽ hoàn thành thế gian trong 7 năm. Chuyện gì nó xảy ra? Khi đó, Satan sẽ thống trị thế gian. Và khi mà chúng ta thấy được như vậy, chúng ta sẽ có thể trả lời được câu hỏi của vua David ở trong Thi Thiên 11 câu 3. Nếu các nền bị phá đổ, người công bình sẽ làm sao? Và sách Càn Nguyên nói rằng lúc đó nền móng Chúa, lúc mà nền móng Chúa bị phá đổ, thì con dân Ngài sẽ bị chết phơi thay như là hai người mặc áo gai đi làm chứng cho Chúa, hay là những người không chịu thờ lạy được con thú được đặt ra, để rồi họ trở thành những thánh đồ từ vì đạo. Ngoài báo của vua David là muốn cho dân Israel, dân Juda, dân tộc của Chúa sẽ không phải làm nô lệ cho tội lỗi đời đời. Hoài báo của Vua David là một lúc nào đó Đức Chúa Trời sẽ dương cái tay toàn năng của Ngài ra để cứu vớt dân sự của Chúa. Và David biết rằng Đức Chúa Trời luôn luôn cai quản thế gian. Tôi biết như thế này trong câu số 4: Chúa vẫn ở trong đền thánh Ngài, Chúa ngự trên trời, mắt Ngài quan sát, mí mắt Ngài dò xét loài người. Thế không một giây một phút nào thế gian tránh khỏi cái mắt của Chúa. Chúa biết hết tất cả. Đừng ai âm mưu cái gì mà nói rằng Chúa không biết. Chúa dò xét loài người để xem ai là những người biết vâng lời Chúa và ai là những người thích ăn trái cấm. Cuối bản tin thấy một lớp học này của Kinh Thánh, đó là Đức Chúa Trời toàn thiện. Lớp học của Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời toàn thiện, Ngài sẽ không bao giờ cám dỗ bất cứ một người nào để cho họ phạm tội. Chúa không muốn con dân của Ngài phạm tội. Chúa không đặt ra những cám dỗ
để gài bấy vô người ta phạm tội. Nhưng mà đến nay phạm tội, Chúa sẽ đầy đọa họ đời đời trong họ có lời. Và quý vị biết, những người phạm tội là những người thích anh trái tâm, ưa chuộng những gì hào nhoáng ở bên ngoài mà không chịu làm theo lời của Đức Chúa Trời. Đương nhiên là trong thế gian thì thế nào cũng phải có tai họa, và hôm nay chúng ta kể ra một số tai họa tiêu biểu cho đời sống của mỗi người trên thế gian này. Tất cả người lành lẫn người dữ đều sẽ phải chịu tai họa. Lắm khi tai họa xảy ra là do tội lỗi, nhưng mà đôi khi tai họa xảy ra cũng là vì do Đức Chúa Trời muốn đặt ra để mà thử thách loài người, để loài người có cơ hội bày tỏ với Ngài rằng họ có vâng lời Chúa hay không. Câu số 5 nói, Chúa thử người con mình, Chúa thử bằng các thử thách của Chúa. Nhưng lòng này ghét kẻ ác và kẻ ưa đều vung vào. Quý vị suy nghĩ một chút xíu xem, có ai nghĩ rằng Chúa đặt ra cây biết điều thiện và điều ác ở giữa vườn Eden để mà gài bẫy Adam và Eva, để làm cho Adam và Eva phạm tội không? Tôi không nghĩ như vậy. Đừng nghĩ rằng là Chúa đặt cái cây biết điều thiện và điều ác ở giữa vườn Eden đó để Adam và Eva có cơ hội bày tỏ với Chúa rằng họ có vâng lời Chúa hay không. Chúa dặn rằng là các mọi cái cây trong vườn cây đều được ăn cả, ngoại trừ cái cây đó. Nếu mà Adam và Eva vâng lời Chúa sẽ không có bao giờ đụng tới cái cây đó hết. Và cây đó không phải là sự cám dỗ để cho người ta phạm tội, mà cây đó là thử thách đặt ra để loài người có cơ hội chứng tỏ với Chúa rằng họ có vâng lời Ngài hay không, hay là họ là người thích anh trai cấm. Như là thích anh trai cấm là những người không vâng lời Chúa, khi mà họ được tự do họ sẽ há hồ phạm tội. Đây là những người kiêu ngạo, đây là những người ưa thích được người khác nề trọng mình, họ là những người ích kỷ, họ chỉ biết đến mình. David gọi những người đó là những kẻ ác và nêu ra hậu quả ở trong câu số 6 như thế này: Ngài sẽ đổ than hồng và diêm sinh cho kẻ ác, ngọn gió nóng bỏng sẽ là phần chúng nó. Đó là hậu quả cho những người không trung tín với Chúa, là rất xa và chung với số phận của Satan và những con thú mà rất khải huyền của ông ta. Rất khải huyền ông nói rằng Đức Chúa Trời sẽ lập lại trời mới, đất mới để con dân Chúa được ở với Ngài. Thế Thiên đoạn 11 câu 7 cũng dựng ngôn như vậy: vì Chúa là công chính, Ngài yêu điều công chính, người ngay thẳng sẽ nhìn xem mặt Ngài. Thấy không? 1000 năm trước khi sứ đồ nhân viết sách khải huyền, vua David đã dư ngôn, đã được Đức Chúa Trời cho dư ngôn như vậy. Những người hay thần sẽ được ở với Chúa, sẽ được nhìn xem mặt Ngài. Bây giờ không còn ma quỷ cám dỗ nữa. Tất cả mọi người đều được chứng tỏ với Chúa rằng họ là những người trung tín, biết vâng theo lời Chúa. Họ đã vượt qua mọi thử thách và vì thế họ được ở trước mặt Chúa. Lúc đó người ta nhìn sang mặt Chúa một cách bình yên, không phải giống như là ông Môi-se phải lấy cái màn để che mặt mình rồi sợ là nhìn thấy mặt Chúa, sự vinh điển của Chúa, hay là ông Ê-sai nhìn thấy Chúa thì hoảng sợ thốt lên câu khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi. Không phải như thế, tại vì tất cả mọi người bây giờ đều đã được thánh hóa rồi, mọi người không còn tội lỗi nữa, vì tất cả đều đã được huyết máu của Chúa tẩy sạch đời sống tội lỗi của mọi người, đã được Chúa ban cho chiếc áo choàng trắng và mão triều thiên để mà được
giữa trong sự bình yên của Đức Chúa Trời, không còn đau khổ, nó không còn bệnh tật, nó không còn sự chết nữa, không còn sợ hãi nữa, mà chỉ có sự vui mừng mà thôi. Mà trong thiên đàng này, những người vâng theo lời Chúa sẽ được như vậy. Và đó là hoài bão của vua David nói với người thân thiên thiên thứ năm của Chúa. Khi nhìn lại sự thế đầy ai oán thì David đã ám ước Chúa sớm trở lại để phán xét thế gian, để trừng phạt tội lỗi và ban thưởng cho những người công chính. Và chính vì thế David đã hàm ý rằng nền móng của Chúa sẽ không bao giờ bị phá đổ, giống như là quý vị đã xác nhận hôm nay, nền móng Chúa sẽ không bao giờ bị phá đổ. Nhưng mà mình nhìn cái sự thế mà người ta thường hay nói giống như là ba chìm bảy nổi, chín cái lên đánh đấy, thì quý bà chị em có một hoài bão nào không? Nghe về hoài bão của vua David và bây giờ nhìn sự thế thăng trầm như vậy thì quý vị có một hoài bão nào hay không? Quý vị có ao ước được sống nơi không có nước mắt hay là nghiến răng hay không? Một nơi mà cửa không cần phải đóng, tại vì không có ban đêm nữa, không có bóng tối nữa, mà chỉ có ánh sáng của Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu chiếu sáng mọi nơi mà thôi. Giống như là sứ đồ Giăng đã được thiên sứ chỉ cho thấy ở trong sách Cả Quyền. Quý vị anh em có hoài bão nào? Tôi có một hoài bão. Và tôi nghĩ rằng nếu mà hàng ngày quý vị nghe tin trên truyền hình hay là đọc tin ở trên mạng, đều hầu biết rằng hầu hết mọi người cũng đều có một hoài bão tương tự như tôi. Không một ngày nào mà chúng ta không thấy có tin về chiến tranh. Thỉnh thoảng lại còn có những tin động trời giống như là khủng bố, đánh bom, hạ bom nhầm, hay là bắn chết hàng loạt người vô tội ở trường học, ở nhà hàng. Đời nào cũng có những trẻ em bị hãm hại không cách này thì cách khác, cho nên được các phụ huynh thường sáng phải đưa con đi, chiều phải đón con về, không trước mà nữa. Nếu mà quý vị làm những cảnh những nghe thấy những tin tức như vậy, quý vị sẽ có một hoài bão giống như là tôi đang có. Trên New York có một cái con đường mà người ta ngăn cái con đường đó đi để cho những người buôn bán hàng ở vỉa hè, bán hàng ở dưới đường, tất cả người ta đi bộ ngang và xe không có đi lại được, để đi bộ ngang đó là người ta mua sắm những món đồ thì dù như là một đôi vớ, mà nếu mà mua ở trong mình, ở trong tiệm có cửa sổ đàng hoàng thì 15 đồng một đôi. Nhưng mà mua một đôi vớ giống y hệt như vậy ở giữa đường thì chỉ có một đồng mà thôi. Có điều là nếu mà quý vị mang về nhà, mang cái đôi vớ đó vô chân, sẽ thấy nó có một cái lỗ hổng lớn ở đầu ngón chân cái. Quý vị có thấy chỗ nào mà người ta bán mấy cái đồng hồ Rolex, Omega hay là Gucci mà còn 10 đồng một cái không? Nhiều nơi ở trên thế giới người ta không dám ăn trái cây, tại vì sợ ăn thuốc độc, không dám đi chợ một mình vì sợ bị người ta lừa, bị người ta cướp. Có những nơi mà người ta không ai dám tin ai, kể cả cha mẹ, vợ con, anh chị em cũng không thể tin cậy đến nhau. Có những nơi có cả một trường luật, nhưng mà khi mà người ta cần phải hành xử thì họ lại áp dụng luật trừng. Có những người đạo đức tình người không còn nữa, mà chỉ có một luật tự nhiên, tức là cái lớn đỡ cái nhỏ. Thế mà quý vị nhìn thấy nền móng của bị phá đổ như thế, thì thế nào quý vị cũng sẽ tự hỏi giống như là vua đó. Người công bình sẽ làm sao
nếu ai là con dân Chúa. Mà thấy những cảnh tượng như thế thì thế nào quý bạn chị em cũng sẽ có một hoài bão giống như tôi. Đó là rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu trong ngôi nhà. Nhiều lần nhà tôi đặt câu hỏi với tôi là vì sao tôi muốn làm mục sư? Câu trả lời rất đơn giản, vì tôi muốn rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu cho nhiều người. Vì thế tôi muốn làm mục sư. Hoài bão của tôi là đưa được một vài người đến với Chúa. Và hoài bão của tôi cũng là thường xuyên nhắc nhở mọi người gìn giữ nền móng của Đức Chúa Trời. Tôi không ao ước có ơn mỗi lần giảng dạy thì có cả trăm người, cả ngàn người tin Chúa. Tôi cũng dám ao ước như thế. Tôi cũng không ao ước là có một lời cầu nguyện để rồi mà người nào vì cặt họp thì cũng đứng dậy đi lại một cách bình thường giống như là mọi người khác. Tôi cũng không ao ước cơ ơn cầu nguyện với Chúa để mà Ngài ban thưởng cho những ai dâng hiến và hội thánh gấp trăm, gấp lần, gấp mười lần, gấp ngàn lần họ dâng hiến cho Chúa để họ được thịnh vượng, để họ được giàu sang. Nhưng mà tôi chỉ ao ước và tôi luôn luôn có dịp để nhắc nhở về những nền móng của Chúa và chúng ta cần phải nắm giữ và kêu gọi những ai chưa có Chúa làm chủ thì xin nhận đức tin nơi cứu Chúa Giêsu Chúa của mình để mỗi một ngày có thêm nhiều con dân Chúa và hội thánh, để có mỗi ngày có nhiều người thêm sống trong nền móng của Ngài để làm cho xã hội mỗi ngày gần với thiên đàng. Và đó là hoàn báo của tôi, và đó là điều mà tôi tin rằng hầu hết tất cả chúng ta đều có lòng mong muốn như vậy. Tôi xin hỏi quý vị chị em một câu, quý vị có đồng ý với hoài bão đó của tôi? Nếu có thì đây là hai việc tôi đề nghị với quý vị nên làm. Thứ nhất, hãy năng đọc và học hỏi Kinh Thánh. Tại vì Kinh Thánh là ngọn đèn cho chân chúng ta, là ánh sáng cho đường lối của chúng ta. Khi mà chúng ta đi theo đường lối Chúa, chúng ta giữ gìn được nền móng của Ngài. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là hãy mạnh dạn rao truyền tin mừng của Chúa Giêsu cho những người giám thị. Chúng ta không cần phải đi qua Âu Châu, qua Phi Châu, qua Á Châu hay là qua bất cứ một nơi xa nào, đường xuyên nước độc nào để mà rao truyền tin mừng của Chúa. Chúng ta hãy rao truyền tin mừng của Chúa cho những người láng giềng của chúng ta. Chúa chắc chắn rằng Ngài đã, đang và sẽ gửi nhiều giáo sứ, nhiều sứ đồ đi khắp năm châu để làm sứ đồ giáo sứ cho Chúa. Nhưng mà Chúa cũng đang sai phái cả chúng ta làm chứng về Ngài cho những người chung quanh. Cho nên tôi xin hỏi một lần nữa, quý vị có cùng một hoài bão với tôi hay không? Nếu có, và nếu quý vị chưa là tín đồ thì quý vị cũng xin nhân Ngài là cứu Chúa của mình ngay giờ này đi. Nếu có ai muốn xin nhân Chúa giờ này xin quyết lên đây thì cùng tôi cầu nguyện, cùng chia sẻ với tôi hoài bão mà Chúa đặt ở trong lòng những người con dân Chúa. Xin Chúa ban phước cho tất cả chúng ta.